ngày hôm tối hôm qua là em có hỏi là em hỏi vợ thì vợ mới nhắn với em, khi nào mà không thấy em trả lời nữa là lúc đó em có chuyện. Ồ. Giờ đầu hiệp sĩ với Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây, đặc biệt là hôm nay một ngày chủ nhật, rất nhiều các anh các chị về đây nhờ anh Hồng Chí Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đến giờ phút này anh em ghi nhận được rất nhiều các câu chuyện, là thực sự là rất nhiều các cô vợ phải nói rất trẻ đã ôm tiền ôm vàng để bỏ con bỏ chồng ra đi. Chưa biết là lý do tại sao. Hôm nay anh em Chí Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin, hai anh em tiếp tục về đây nhờ anh em Chí Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm chị gái. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào hai anh em nhé. Xin chào anh mặc áo xanh. Dạ, mình là anh hả? Dạ. Ồ, mình là anh, hôm nay là về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Dạ, tìm vợ. Ừ. Em có thể em giới thiệu là em họ tên là gì? Em họ tên là Trần Quốc Phú. Trần Quốc Phú hả? Dạ. Phú nói chuyện lớn tiếng hả? Dạ. Bởi vì hiện nay rất nhiều máy thu không kịp. Dạ. Ừ. Phú hiện nay đang sinh sống ở đâu? Em ở Lan Hà, Định Quán anh. Ồ, Định Quán Đồng Nai hả? Dạ. Ồ. Rồi hôm nay em cùng với ai đây? Đây là em vợ em. Em vợ hả? Dạ. Từ Định Quán. Dạ. Về Bình Dương. Dạ. Nhờ anh em Bình Dương tìm vợ em. Dạ. Đúng. Em có thể em giới thiệu là vợ em họ tên là gì? Nguyễn Hoàng Thị Hồng Thảo. Nguyễn Hoàng Thị Hồng Thảo. Dạ. Ồ, tên 1989 hả? Dạ đúng. Ồ, tuổi Tỵ đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Ồ. Mình sống với nhau được bao nhiêu năm rồi em? Dạ 11. Mình được mấy người con rồi? Dạ 2. Em hiện nay đang làm công việc gì nào? Em làm rẫy, làm vườn. Còn vợ? Vợ thì nói chung là cũng ít làm, chỉ phụ việc nhà dặt dặt thôi. Nói chung lội chợ? Dạ. Ồ. Đa số là nhà lội chợ, cơm cháo và con cái đúng không? Dạ. Còn em là người lao động chính? Dạ đúng. Ồ. Đi làm nói chung là làm rẫy rồi làm bên ngoài để kiếm tiền nuôi vợ đứa con? Dạ. Ồ. Mình có nhà ở Định Quán không? Dạ có. Nhà có nhà hả? Quá, dạ. Nhà của em hay nhà của ai? Dạ ở với ông bà nội em là Út. Ồ. Vậy là hiện nay sau này cái nhà đấy chắc cũng là của gia đình đúng không? Của vợ chồng đúng không? Dạ. Công việc của em có ổn định không? Dạ ổn định đó. Ổn định đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mình nhà sống với nhau là có hạnh phúc không em? Dạ hạnh phúc, nói chung mà vợ chồng cũng ít cãi vã lắm. Ít khi xảy ra cãi vã đúng không? Dạ. Nhưng mà có khi... rồi cũng thời gian ngắn là quà làm quà thôi chứ không có chuyện gì xảy ra lớn. Mà có... xưa giờ thì vợ em chưa bao giờ đi xa em. Ồ. Vợ có khi nào đi đâu một vài ngày không? Có ngày hôm bữa bà hỏi em là bà xin em cái, bà đi đâu, bất cứ đi đâu cũng hỏi em hết. Bữa đó là đi bệnh viện Từ Dũ khám. Thì em không cho đi, em nói thôi bữa nào đi thì anh chở cho đi. Cái vợ em mới nói thôi anh ở nhà làm để em đi cũng được, đi sẵn xuống bà chị gái chơi. Em mới nói là chị gái nào, cái vậy mới nói là cái chị gái mà cũng quen nói chuyện cũng 4-5 năm 6 năm rồi thì em cũng biết chị đó, em cũng tin tưởng em chơi đi. Em nói chuyện lớn tiếng rồi đi chơi 2 ngày xong rồi vậy em quay về. Quay về xong rồi đêm đó là rồi sáng là chị vậy em đi tới nay là 3 ngày. Đi tới nay 3 ngày. Dạ. Cách đây bao nhiêu ngày thì vợ em lên Thành phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu ngày? Dạ thì liên tục luôn anh, lên trên 2 ngày là bắt đầu về là sáng là đi. Nói chung vợ em cứ lên thành phố, thời gian này lên thành phố liên tục? Dạ không, chỉ có đi 2 lần khám bệnh đó chứ lần này thôi là 2 lần. Chứ bà ít có đi đâu, nói chung là đi đâu là cũng hỏi em và em cũng chở đi chứ không có. Vậy là đi đâu này, vợ em đi đâu này em cũng người trực tiếp chở? Dạ đúng. Thế còn mới đây là vợ đi hôm đó là cũng có hỏi em không? Dạ có hỏi. Cũng có hỏi chuyện đàng hoàng. Dạ cũng khám bệnh rồi về cũng có hồ sơ rồi đầy đủ hết. Nói chung là có. Dạ có. Còn vợ có ghé đâu, ghé ngang ghé dọc này không biết? Chỉ có ghé cái chị đó là cũng có ăn uống rồi chụp hình. Hiện nay em có biết nhà chị đó không? Em coi không, em chỉ là phỏng phỏng là nó là ở quận 11 thôi. Cái chị đó là làm công việc gì em? Chị làm bên đập bên đá cục á, đá khối á, đá mà người ta hay làm đám cưới mà để chế nó bốc khói á. Cái đá khối. Chị là người thành phố hay người đâu? Chị là người miền Tây. Ồ. Dạ. Cũng có chụp hình cái chị đó lên cho em coi thì em cũng nhìn thấy mấy lần. Hiện nay là mình đã tìm về cái nhà chị đó để gặp chị. Dạ, ta chưa? Em không biết cái nhà đó nằm đâu. Ồ. Em có số điện thoại của người ta không? Dạ không. Không luôn. Em hiện nay em có nghi ngờ bà chị này có chung thủy hoặc là có thật lòng mấy vợ em là người bạn tốt hay là một người
hay là một người người ta chơi với mình, người ta có ý đồ gì? Em không biết, nhưng mà thời gian mấy bên ai cũng vẫn còn nhắn tin với em. Thì em hỏi giờ đang ở đâu thì kêu là đang ở xa, mà có phải ở chị đó không thì vợ em kêu là không, không có ở cái nhà chị đó. Này em nhắn cho vợ hay nhắn cho người? Vợ nhắn cho em. Nhắn thì dù rằng bây giờ vợ em có bảo không, không bảo có, mình không thể biết được. Mình chỉ là thăm dò thôi. Nhưng mà hiện nay gọi điện vợ nghe không? Dạ không, chẳng không gọi được. Chỉ có Zalo của em thôi. Vợ hiện nay còn muốn sử dụng cái Zalo? Dạ. Còn mạng với TikTok. TikTok còn sử dụng không? Dạ còn. Vẫn còn? Dạ. Số điện thoại này không dùng nữa. Dạ. Facebook? Facebook thì em cũng ít cập nhật Facebook lắm. Chỉ có nhắn tin Zalo với em. Em đang nghi ngờ điều gì? Thì em không biết nghi cái gì, nhưng mà mình đoán đoán thì không biết là chị có bả có ham chơi ham vui gì không thì em cũng không biết. Thì thôi em còn mong là kiếm được vợ em về rồi bắt đầu mình nói cho rõ ràng cái chuyện gì xảy ra. Theo em là vợ em từ trước là con người như thế nào? Theo em đánh giá? Vợ em thì hiền, nó đàng hoàng lắm rồi, nói chung là chưa bao giờ là bậy bạ. Vợ ở nhà có thường xuyên sử dụng điện thoại hoặc lên mạng không? Dạ có. Nói có rồi. Điện thoại thì vợ em sử dụng nhiều. Mà nói chuyện với ai thì em có rõ không? Dạ không. Nói chứ em đại loại không để ý đúng không? Em cũng ít để lắm. Vợ ở nhà có hát hò trên TikTok không? Trên nhóm không? TikTok hát hò bên quê xin á. Có hát không? Thời gian trước thì dễ có chơi, nhưng mà nghỉ nay cũng 2 năm. Tự vợ nghỉ hay sao? Tự vợ nghỉ. Chứ em không cấm cản gì? Nói chung là em cũng nói là trên mạng bây giờ nó cũng rủi ro nhiều chuyện lắm. Mình cũng lường trước rồi đúng không? Em lường. Em cũng dặn vợ em hoài. Mình có bao giờ làm cái gì đó mà để sai với vợ không? Dạ. Thế tiền bạc là hàng tháng hoặc lâu lâu em có tiền đưa vợ không? Dạ, nói chung là em làm đó thì tiền thì cũng đưa cho vợ hết. Nhiều đưa hết. Em có chơi bời gì không? Dạ không, em chơi bời. Vợ đi làm công ty à? Vợ đi còn là vợ là hoàn toàn ở nhà. Nói chung là không đi đâu xa. Đi đâu là cũng... Em đi làm dãy là dãy của mình hay dãy của người mình. Ta từ dãy về nhà ấy có gần không? Có rẫy gần, có rẫy xa. Xa nhất là nhiêu cây? Xa nhất khoảng 6-7 cây. 6-7 cây là sáng đi tối về à? Dạ. Hay chưa về? Thì cũng thỉnh, cũng bất chợt lắm anh, lúc mình về sớm, lúc mình về trễ vậy. Vậy em đang nghi ngờ là đi với bà chị đó? Em nghi ngờ đi với bà chị đó, mà em hỏi thăm thì giờ không có ở bà chị đó. Mà không biết ở với ai không thì em không biết. Đây là vợ em nói chuyện hay là bà chị cái nói chuyện? Vợ em nói chuyện. Sao em không hỏi là cái địa chỉ đó? Em không hỏi vợ là cái địa chỉ đó là địa chỉ nào? Dạ, vợ em không. Không nói thật. Anh chỉ giải thích em thế này nè. Anh hỏi tất cả những yếu tố khách quan. Mục đích chính là biết là cái thông tin chính chắc là vợ em có những mối quan hệ gì ở bên ngoài và bên trong. Và anh được biết là em chia sẻ như này là hoàn toàn vợ em chắc chắn là chơi với bà chị này là không phải chị đàng hoàng. Nếu mà chị đàng hoàng á thì chắc chắn là vợ em có dấu hiệu gì người ta sẽ chia sẻ với gia đình. Mà bây giờ là chị nói là không có ở, vợ em không có ở với bà chị đó. Không biết là ở với ai không, băng nhóm nào không. Dù rằng bây giờ có người ta bảo không, mà không người ta bảo có em không thể biết được. Bởi vì người ta đã không thật mình ngay từ ban đầu. Đúng chưa? Thế vì vậy vợ em hiện nay, vợ em nhắn tin hay không thì em cũng chưa biết được. Đó là máy của vợ em, nhưng mà hiện nay là người khác nhắn em cũng không biết được. Đúng rồi, người khác nhắn. Ừ. Cái tin nhắn của vợ em biết. Lâu lâu thì có nhắn với em. Ngày hôm qua là vợ em có nhắn. Vợ em là sinh năm 1989. Nó năm nay là 35 tuổi. Hai người con của em là nhiêu tuổi rồi? Đứa 10 tuổi với đứa 7 tuổi. Trai hay gái? Đứa trai, đứa gái. Một trai một gái. Trai là 10 tuổi. Bé gái là 7 tuổi. Nói chung là vợ em cũng thương con gái em lắm. Con cũng mến nó lắm. Nhưng mà em thấy vợ đi này là bí ẩn không? Thì tự nhiên mất tích vậy thì thấy cũng hơi bí ẩn. Vợ em đi xe gì? Vợ em đi xe Thiên Phát Đạt. Là bữa đó là lên... Đi xe khách? Dạ, lên tới Bệnh viện Từ Dũ đúng 9 giờ. Em có lên tới bến xe mà hỏi. Là có xuống xe? Dạ, xuống xe ngay Bệnh viện Từ Dũ luôn. Là mất luôn á. Là xuống xe là mất dấu luôn. Không biết ai chở đi thì em không biết. Không biết ai chở đi. Theo anh thế này, nếu mà để mà bến xe, đặc biệt là thành phố, người rất đông đúc, tấp lập, mà để mà có cái hành vi nào đó với vợ em, để ép vợ em thì cái điều không có. Anh nghĩ chắc chắn là không có. Đây là chắc chắn là vợ em sẽ đồng tình để đi theo người ta. Còn người ta là trai hay gái thì hiện nay mình chưa xác minh được. Đúng không?
đó, chứ không bao giờ vợ em mà 35 tuổi rồi mà đi không biết đường về hết. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Bởi vì từ Đồng Nai lên thành phố nó đâu có xa đâu, chứ chỉ hơn 30 cây thôi. 40 cây thôi, đúng không? Em ở đó lên tới đây cũng gần 100 cây. Ừ, chỗ em là xa hơn nhưng mà anh đang nói chuyện như vậy. Yeah. Ừ. Vợ em đâu phải là nói chung thì lớn già rồi chứ còn nhỏ nhất gì đâu. Đúng không? Mà không biết đường về là vô lý. Nếu không biết đường về tại sao không biết đường gọi? Đúng. Đúng chưa? Thế vì vậy cho bây giờ mình cũng không loại trừ. Thì bà nói là với em là bà đi làm. Ừ. À, vậy thôi. Vợ em trước đây ở nhà mẹ em ấy, là vợ em có hỏi em ấy là vợ em cần đi làm một cái công việc gì đó không? Dạ không. Là vợ em tự nguyện ở nhà hay là em ép vợ em buộc lòng phải ở nhà? Dạ em không có ép. Chúng là vợ em thì ở nhà thì lúc em đi làm thì em cũng chở đi theo vậy đó. Thế anh biết. Hiện anh nắm bắt được rất nhiều thông tin, rất nhiều chị em phụ nữ là chồng không muốn cho vợ cực khổ mà mong muốn vợ ở nhà nuôi con cũng như phụ giúp gia đình ở nhà thôi, lộ trợ. Nhưng mà có thể là có thể là nhiều chị em phụ nữ là không hài lòng. Anh nói chuyện rất nghiêm túc. Bởi vì nhiều khi không có tiền xài ấy, ngửa tay xin chồng. Đó, vì vậy không có tiền xài cho nên mong muốn là có một cái công việc nào đó cho phù hợp. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là không phụ thuộc người khác, đặc biệt là phụ chồng, phụ thuộc chồng con. Đó, nhưng đôi khi này anh đang nghĩ là có thể là đôi khi là gia đình mình là không muốn cho vợ đi làm xa và không muốn cho vợ làm công việc khác, sợ vợ cực khổ, một mình chồng ôm hết và vợ quyết định là bỏ nhà đi luôn. Đó. Còn hoặc là em có thể em đối xử không tốt với vợ. Vợ kêu đi làm thời gian này nó sẽ về. Ừ. Có nhắn tin với em như vậy. Anh đã từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện rồi. Rất nhiều người nói chuyện với gia đình luôn, ba mẹ luôn. Ngày hôm tối hôm qua là em có hỏi là em hỏi vợ thì vợ mới nhắn với em. Khi nào mà không thấy em trả lời nữa là lúc đó em có chuyện. Ồ. Dạ. Em biết sao. Nếu thế thì vợ em không an toàn rồi. Nếu như thế thì cái nguy cơ mà anh cũng ở đây mình cũng không loại trừ là vợ em quen người đàn ông. Nhưng mà đây có thể là vợ em chưa chắc đã phải quen người đàn ông khác. Mà đây có thể là vợ em quen cái mắt xích, cái mối quan hệ từ đâu đó thì mình không biết. Nhưng có thể là theo em chia sẻ là 4-5 năm nay qua rồi, là quen với người phụ nữ ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Và người ta đôi khi là người ta là nghề môi giới, người ta làm việc đó nó chỉ là một phần ảo thôi, gọi là để cho mọi người biết là người ta đang có công việc nọ, công việc kia. Nhưng thực sự cái công việc đó không phải công việc chính. Mà công việc chính người ta đưa người A, người B, người C dắt mai, dắt mối sang chỗ điểm A, điểm B, điểm C để người ta lấy tiền. Đến giờ phút này rất nhiều chị em phụ nữ mình sập bẫy vì bạn thân mình tin tưởng. Đó. Anh cũng ở tại Đính Quán, hai vợ chồng về đây nhờ các anh em đây, đặc biệt là nhờ anh. Cuối tuần tới nha, cuối tuần tới anh sẽ đưa một người trực tiếp quê Đính Quán cho em luôn, 29 tuổi, rất thông minh. Bị bạn thân 15 năm qua chơi nhân thân với nhau, sát nhà, du qua Trung Quốc tháng 60 triệu. Và cô ta trốn gia đình luôn. Cô ta đang có công việc là đang làm công ty tháng 9 triệu 10 triệu. Xinh gái lắm. Mà mặt rất thông minh, không phải một cô gái khờ khảo. Nhưng vì tin bạn là sang đó chỉ lao động làm cho đúng bạn. Vợ em tánh cũng tin người lắm. Bả với em cứ dằn dằn hoài. Em nói đợi giờ thì không biết ai sao làm sao. Đừng có nên tin quá. Nên là cuối tuần tới anh sang đưa về nè. Đó. Sang Trung Quốc ha anh. Sang Trung Quốc đưa về. Đó. Đến giờ phút này mới biết là giải. Bởi vì cái cô bạn thân là hứa là sang đó làm công ty cho người thân của tớ tháng 60 triệu. Việc nhàn lắm. Kiểm đếm hàng thôi. Thì nhiều khi là các chị em không thể biết được là việc gì. Nhưng thực sự là sang đó chúng ký giấy, chúng âm thầm với nhau. Chúng biết tiếng, âm thầm với nhau ký giấy, bán mình luôn. Đó. Bán được 1 tỷ. Đó. Thế còn vợ em, anh nhìn nếu đúng vợ em mà khuôn mặt như thế này mà chạc tuổi này thì vợ em nó kiếm nếu mà sang Trung Quốc 400-500 triệu là đến bình thường. Chắc chắn nó là cái điều đương nhiên rồi. Đó. Thế ở đây có hai em cảm giác thì bạn vẫn còn khu vực này, chưa đi, chưa khu vực thành phố. Mình chưa thể biết được. Sang Trung Quốc vẫn nhắn tin được. Trừ là loại trừ mà bị người ta phát hiện được. Mình nhắn tin cái ý đồ thì không bình thường. Người ta chặn tin nhắn hoặc người ta dùng điện thoại đó, người ta ra người ta bẻ khóa lại thành điện thoại Trung Quốc. Đến lúc về vợ mình là sẽ tổ tiên về. Đó, các mạng xã hội không sử dụng được. Còn bây giờ vợ em vẫn sử dụng được thì anh đang nghi ngờ là vợ em có thể đã đang chuẩn bị lên đường đi. Nha. Vợ em có thể đang làm giấy tờ. Người ta làm hộ chiếu.
đóng visa, hộ chiếu dạng du lịch, người ta hứa với vợ em ấy, có thể là sang đây một tháng sẽ kiếm được cái này tiền, mà sau đó là sang là không bao giờ về được nữa. Đấy. Thì em cũng cảm nhận như vậy đó anh. Chỉ có 3 phương án. Một là em đối xử không tốt với vợ. Còn nếu mà vợ chồng em sống bình thường mà vợ em đi làm thật thì chắc chắn là vợ em phải nói thật với em là giờ này đang đi làm, mà phải chia sẻ vị trí, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tôi không muốn ở nhà mà tôi muốn đi làm để kiếm tiền riêng. Đây tôi đang làm công ty A, công ty B, C. Anh và gia đình muốn đến thăm mình đi đến, còn hồi khi nào tôi rảnh tôi về. Đó là thật. Còn hiện nay vợ anh nên là chia sẻ với anh là thông tin tất cả đều bí ẩn. Cho nên vì vậy mình cũng chưa thể khẳng định được là vợ hiện nay đang đi theo chiều hướng nào. Nhưng anh đang nghi ngờ là một là bị trai dụ, hai là bị phụ nữ dụ. Thì từ khi xuống với bà chị đó là về là bỏ đi. Đó. Dạ. Đi là không có cần gì hết, cần gì một cái căn cước thôi. Đúng rồi. Đi tiền mà không đem đi mà. Đúng rồi, có người khác người ta lo rồi, mình đi người không? Dạ. Nếu đi mang tiền đi thì này đâu phải nha. Nếu vợ em mang tiền đi, mang đồ nghề đi, mang tài sản đi thì vợ em có thể chủ trương là sống với người đàn ông khác. Đó. Thế anh nói như thế là không phải là khẳng định là vợ em sẽ hướng như thế, nhưng có thể là rất nhiều phần trăm là đang bị người ta dụ trong Trung Quốc, đặc biệt là Đình Quán, Xuân Lộc, Xuân Phú, Đình Quán. Thời gian vừa qua là 20 cô rồi. 18 tuổi có, 17 tuổi có, 24 tuổi có, 29 tuổi có. Anh đưa về rất nhiều rồi. Đấy, ai cũng khóc lóc. Lúc đầu tiên thì chưa đi thì chưa biết xứ đông, đi rồi thì khó thân ông thế này. Anh nhìn mặt vợ em là có phải là con người không phải khủ khờ đâu. Đúng rồi, dạ em cũng lanh lợi lắm. Nhìn khuôn mặt rất sắc sảo đấy. Dạ. Có thể là thông minh nhá. Nhưng mà đôi khi là... Thì nói với em là anh ở nhà cố gắng nuôi con, em đi làm thời gian em về. Đó, thời gian đó. Dạ. Thời gian có thể là một vài tháng theo những lời hứa của những người người ta dụ đi. Dạ. Còn cụ thể là bao nhiêu thì may rủi. Dạ. Có người đi không về. Hôm qua thì bấy hay đi tập yoga thì chị em cũng quen biết á. Thì tài khoản giờ em hết tiền bữa đó thì giờ em nhờ cái chị đó là chuyển khoản cho 3 triệu. Thì hôm qua giờ em mới nhắn tin kêu em gửi lại chị đó dùm 3 triệu. Em nói không bây giờ. Thấp hình một xíu em. Thấp hình. Bây giờ muốn cái gì thì về đây nói chuyện với anh, thì nó kêu là anh không trả thôi, để vài bữa em có tiền em trả. Vợ em đôi khi là bây giờ chỉ nghe nó như là hứa thôi của những người khác, chứ thực sự là vợ em chưa thể biết được chính xác là mình đang là con mồi béo bở. Đó. Nhưng anh không hiểu tại sao mà rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay vẫn nhẹ dạ cả tin. Vợ em thì tin người. Thì em lên mạng anh, em coi suốt thì em nói thôi em cố gắng. Bây giờ coi suốt thì sao mình không căn dặn vợ hoặc kêu vợ em... đăng ký cho vợ để vợ xem. Em coi xong em nói căn dặn là bây giờ lừa lọc nhiều lắm trên mạng mà lừa nó bán đi bên kia mất tiêu luôn á, mình hạn chế đi. Đừng có tiếp xúc mạng nhiều. Hiện nay có một cô gái rất trẻ, 25 tuổi, sinh năm 1999, đang quê quán tại Tây Linh, đẹp gái, thông minh, sắc sảo, đang làm nghề spa, nhưng đã đang bị bạn thân dụ trong đó, cũng dụ trong đó luôn, mới gọi điện cho anh xong. Đó. Hiện nay là đăng video này cho nên là những từ nhạy cảm anh không nói được. Nhưng mà để mà kể ra hoặc để cho em xem thì em hình dung không lỗi. Dạ em hiểu mà. Không hình dung lỗi. Dạ. Đó. Thế nên là thực sự là rất khổ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai có con hoặc có em hoặc có gia đình, đặc biệt có vợ, mình hãy lắm bắt tâm lý và tư tưởng để xem những người phụ nữ bên mình hoặc con cháu gia đình mình muốn gì. Tránh tình trạng mà đi như này đến khi tìm rất mệt mỏi mà rất khó và có thể rất tốn kém. Dạ. Đó, em thấy không? Nếu mà ở nhà mình chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, lâu lâu ấy, mình ăn cơm xong ngồi nói chuyện thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ vài câu thôi. Yeah. Là ngấm dần. Yeah. Nhưng đến giờ phút này em tìm rõ ràng rất mệt rồi. Trong 4 ngày qua chắc chắn là không phải một gia đình em. Mà kể cả là ba mẹ vợ, ba mẹ em, anh em, đúng không? Rất mệt mỏi. Hiện nay chưa biết là thông tin vợ em đang ở đâu. Nói chung mấy bữa nay cũng chạy sắp bắt sân bay nữa. Tìm các này các kia tùm lum đó. Tìm nhưng bây giờ mình chẳng biết ở đâu. Đôi khi trong khách sạn đang chờ giờ để đi. Đó, hoặc là đang chờ giấy, chờ thủ tục. Mình không thể biết được, mà đi hướng nào mình đâu biết được. Yeah. Đi ngày, đi đêm, xe nào chở mình đâu biết được. Yeah. Đúng chưa? Đó. Thôi bây giờ em hãy nói chuyện một điều gì nó rõ ràng trên video này. Hy vọng là vợ em xem được. Yeah. Vợ em hãy tỉnh ngộ. Yeah. Vợ em suy nghĩ lại, được buộc lòng quay trở về ngay lập tức. Yeah.
Hôm nay em tới đây nhà anh, đội ngũ anh con Trần ủng hộ tìm vợ, thì mong vợ sẽ gặp được cái video này, nhớ tới gia đình của mình, cố gắng quay về để cho con cái nó mừng. Rồi cảm ơn em. Rồi chào em trai. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Em là Nguyễn Hoàng Minh Tiến. Nguyễn Hoàng Minh Tiến hả? Tên hai chị em là đều Nguyễn Hoàng Thị Hồng Thảo. Em là Nguyễn Hoàng Minh Tiến. Minh Tiến. Em là em trai ruột. Em trai của Hồng Thảo. Em hiện nay đang sống ở đâu? Em bây giờ em ở Biên Hòa. Biên Hòa. Biên Hòa. Hồ Nai Biên Hòa. Trong cái thời gian gần đây nhất, em có được nghe những cuộc trò chuyện chia sẻ tâm sự của chị gái của em liên hệ cho em không? Có hôm cái bữa đi á, là chiều em có nhắn tin với chị, mà nhắn được có mấy câu và kêu là đừng lo cho tao, tao không sao. Rồi kêu má đừng lo cho tao, tao không sao. Rồi nhắn mấy câu xong mới kêu là mày còn nhắn nữa tao chặn hết luôn. Là hết dám nhắn luôn. Xong rồi tối em nằm suy nghĩ, xong em nhắn cho chị mà chỉ xem tin nhắn thôi, không trả lời. Theo em á, chị em đang đi theo diện gì? Em thì em cũng không có ở gần chị mấy nên em cũng chưa có đoán được như thế nào. Nói chung để đoán này, thì khó lắm em. Dạ. Đoán khó. Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm còn không đoán được. Dạ. Mà đây đồng ý là chị em thôi, đấy là chỉ lúc nhỏ là sống với nhau thôi. Yeah. Còn lớn lên là người có vợ, người có chồng, mỗi người một nơi, đúng không? Đúng. Mà đặc biệt là em là con trai, cho nên là hai chị em không phải là dễ gì tâm sự và chia sẻ nhỏ to với nhau được. Yeah. Có nhiều điều tế nhị không thể chia sẻ được. Vì vậy mẹ vợ em, chị gái của em ấy, hiện nay đi phương hướng là như thế nào thì gia đình mình chỉ là nghi ngờ thôi. Yeah. Về nhiều chiều, nhưng mà hiện nay chưa biết chính xác được. Đúng. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là chị em xem được, chị em suy nghĩ lại, bằng mọi giá chị em sẽ phải quay về ngay lập tức. Thì cái video này em muốn nói với chị là nếu mà chị xem được cái video này á, thì nhớ đến ba mẹ, hãy quay về. Nếu chị của em đi trong vòng 4 ngày đến giờ phút này, nếu xem được mà nếu mà sáng suốt mà lựa chọn quay trở về là con đường tốt nhất. Còn nếu không chỉ còn 2-3 ngày nữa là trễ rồi. Làm hộ chiếu anh không nhầm, mà làm nếu làm nhanh thì chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Là bay rồi, làm có hộ chiếu là đi liền. Hôm qua là nói chuyện với em thì nói chung là em nhắn cũng cái kiểu mà nói về gia đình tâm trạng á. Bây giờ em nói bây giờ là muốn quay về lắm mà quay không được. Yeah. Bây giờ các anh em ở xứ Bình Dương đã từng giải cứu một cô gái 2019, 21, 20 gì á, ở quê miền Tây, bị chúng dụ sang Trung Quốc và chúng nó hứa là cho cả này tiền. Nhiều khi nhà nghèo cứ tưởng là được mơ tiền rất to, nhưng ai chúng nhốt ở lui ở tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh chờ làm thủ tục. Đến khi cô gái này mới tỉnh ngộ, gia đình về nhờ cô gái này tỉnh ngộ, các anh em đến nơi là đưa được cô ta về. Cô ta về đến giờ phút này cô ta hứa là ba đời không dám đi nữa. Vợ em đang trong tình trạng như vậy, có thể đang bị giam giữ, giam lỏng để chờ giấy tờ để bắt đầu khởi hành đó. Vì vậy cho nên nếu như vợ em xem được và âm thầm nhắn tin hoặc gửi vị trí, các anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, bất kể ở đâu anh em cũng đưa được về hết đó. Nhưng miễn sao là cái người cần giúp là phải hợp tác, chứ bây giờ gia đình mình cần giúp mà vợ em không hợp tác không giúp được. Đúng chưa? Mình thì mình mong muốn để tìm được thông tin người thân, nhưng vợ hoặc chị gái của em hiện nay nó là tôi ổn, tôi không cần. Tôi không cần mọi người thì làm sao giúp được. Đôi khi đi đến gần rồi nhưng mà rất xa. Đó, anh giải thích như vậy để hai anh em hiểu ha. Đồ hôm nay hai anh em mình còn em rể, em vợ và anh rể về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm chị gái cũng như em trai tìm vợ. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chị gái cũng như em trai tìm vợ không? Dạ con. Em trai đồng ý không? Em đồng ý. Rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái Nguyễn Hoàng Thị Hồng Thảo sinh năm 1989, nguyên quán Đồng Nai, đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Công an Bình Dương
theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để giúp em gái là quay trở về cùng với gia đình nhanh nhất có thể. Dạ, cuối video cho phép công Trần Liên thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.